Trong bối cảnh hiện nay, khi con người đang phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ từ ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí, nguồn thực phẩm bẩn, nhiễm độc, các loại hóa chất, sự biến đổi khí hậu toàn cầu. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến các bệnh hiểm nghèo, các bệnh về miễn dịch như ung thư, lao phổi, tim mạch, huyết áp, tai biến, tiểu đường và gần đây nhất là bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Trong bối cảnh đó, các quốc gia trên thế giới luôn coi việc chăm sóc sức khỏe, nâng cao sức đề kháng để chống lại bệnh tật, kéo dài tuổi thọ là việc làm quan trọng. Ở Việt Nam hiện nay, việc nâng cao ý thức về chăm sóc sức khỏe bằng các sản phẩm dinh dưỡng tự nhiên kết hợp với việc luyện tập thể dục hàng ngày đang được hưởng ứng mạnh mẽ. Với mục tiêu mang đến các sản phẩm chất lượng, hiệu quả, an toàn cho người tiêu dùng, công ty dược Dương Thư Group đã nhập khẩu và phân phối các dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe tốt nhất đến từ Hàn Quốc. Các sản phẩm của dược Dương Thư Group nhập khẩu và phân phối được người tiêu dùng tin tưởng sử dụng và các chuyên gia hàng đầu Việt Nam đánh giá cao. Tiêu biểu phải kể đến là sản phẩm cao hồng sâm trầm hương Hàn Quốc 1.000g. Sản phẩm được chiết xuất từ hồng sâm trầm hương. Đây là một loại thảo dược quý được người dùng tin tưởng và lựa chọn bởi những công dụng tuyệt vời với thành phần chính là hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi và trầm hương quý giá. Cao hồng sâm trầm hương với nhiều công dụng vượt trội: an thần, bổ não, lưu thông khí huyết, giảm stress, mất ngủ, đau đầu, hỗ trợ chữa bệnh tiền đình, tắc nghẽn mạch máu, có lợi cho tiêu hóa. Trầm hương hồng sâm giúp hạ đờm, trị tiêu chảy, chữa đau bụng, buồn nôn, tốt cho tim mạch, hỗ trợ tim, giúp tim khỏe mạnh, chống khó thở, chữa các bệnh suy tim, đau ngực, chữa hen suyễn, tốt cho thận, bổ nguyên dương, làm ấm thận, rất tốt với người thận, khí hư, lợi tiểu. Đặc biệt hơn, còn giúp tăng cường sinh lực cho phái mạnh. Trầm hương hồng sâm có tính kháng sinh, tạo kháng thể mạnh, diệt khuẩn, làm lành vết thương, giúp ngăn ngừa ung thư và tế bào ung thư, tăng cường sức đề kháng và miễn dịch cho cơ thể, ổn định, điều hòa huyết áp. Sản phẩm còn có công dụng làm đẹp, chống lão hóa, giảm cân, giữ dáng, giúp chị em giữ mãi nét đẹp tuổi thanh xuân. Chiết xuất hồng sâm trầm hương, sản phẩm rất tốt cho sức khỏe cả gia đình bạn. Thông tin chi tiết xin liên hệ Dược Dương Thư Group, địa chỉ số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hotline 090 116 8888.